Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người siêu phẩm HP X2G4 nha mọi người. Cái này thì nó rất là đẹp và cái dòng này cũng khá là hot. Thật sự thì cái này khách đặt mình rất là nhiều. Hôm giờ thì hàng của ai đã đặt đó là mình đã vừa gửi hết rồi. Đây giờ còn sót đúng một con này ha. X2G4 quá là đẹp luôn mọi người. Có thể là tháo rời. Và cái dòng X2G4 thì nó là chip i5 thế hệ 8 nha mọi người. X2 mà cái dòng mà G3 thì nó vẫn là i5 thế hệ 8, nhưng mà G4 là cái dòng này là cái dòng mới hơn. Cái này là cái camera nó sẽ lồi ra hơn, cái máy nó gọn hơn, màn hình full viền hơn, và màn này là màn full HD nhìn nghiêng 7 màu giống như màn OLED đó mọi người. Rất là chất lượng luôn, nó đẹp từ đầu tới cuối. Có sim 4G ha, sim mình nhét vô đây là bỏ sim vào là sử dụng thôi. Hai cái tai si sấm sét cạnh nhau nè, ngõ sạc rồi mọi người, sạc tai si hết toàn bộ máy là quá là đẹp luôn, ít có con nào mà nó còn đẹp như vậy lắm. Tùy mỗi đợt, có đợt thì nó về nó đẹp ơi là đẹp và giá tốt, giá thì tùy cũng tùy theo đợt, đẹp xấu khác nhau ha. Máy kèm bút như thế này, cái máy không thể chê vào đâu được luôn á mọi người. Đây. Đây, màn hình là 7 màu nha mọi người, nhìn nghiêng nó y hệt màn OLED thôi. Đây là phím rồi, lát phím rồi, đầy đủ hết. Mặt này là nhôm ha, rất là mới và đẹp, thực sự rất là đẹp luôn. Gỡ ra nhẹ nhàng gỡ như mọi người khi mà trong quá trình sử dụng. Đây là cái cách nữa mình bảo quản máy thôi mọi người, mình lấy ra thì mình có nhu cầu mình lấy ra thì mình gỡ nhẹ nhàng thôi, nó hít bằng 500 mà như sơn phay vậy đó, nên là mình nhẹ nhàng để cái mình bảo quản phím của mình được lâu hơn. Nên mọi người thấy 7 màu nhìn rất là đẹp và màn hình thì siêu đẹp, nhìn rất là sướng mọi người. Cấu hình nó là LTX 2G4 i5 Gen 8 nha, RAM 8 GB, SSD SSD là 256 GB nha mọi người. Máy là chất lượng cực kỳ luôn, đẹp không có chỗ nào mà chê hết trơn, xoay ngang xoay dọc gì đều được hết ha. Máy thì kèm bút cảm ứng sử dụng rất là ok, quá là đẹp. X2G4 thì mình cũng view nhiều, cách đây mấy hôm thì cũng có một con, hôm nay là một cái con mới. Máy luôn luôn kèm bút như thế này, kèm sạc zin, đủ combo. Máy đẹp như thế này mình báo giá mọi người là 8 triệu ha, ai chốt thì inbox mình. Nói chung là tiền nào của nấy mọi người, cũng như thế này nhưng mà hả, có thể là cái cấu hình y hệt như vậy mà nó rẻ hơn rất là nhiều. Dòng cao cấp thì nó khác, dòng trung cấp thì nó khác nha mọi người. Mỗi cái dòng sẽ có mỗi cái mức giá khác nhau, mọi người tham khảo thêm. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt có thể inbox mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng là thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người.